Khể Hương. Lâu đài hoang phế. Lui về ở ẩn khi tuổi chưa tới 50 là việc gây sốc với mọi người, nhưng Cường lại xem đó là chuyện bình thường. Bởi lúc còn đương chức thì bản tính của Cường đã luôn hướng nhàn, chỉ thích cuộc sống điền viên không bon chen. Do đó, lúc mua đất lập trang trại, Cường cũng chỉ thích lừa những nơi thật xa chốn thị tứ. Và anh đã tới vùng đèo heo hút gió này như một định mệnh. Bởi lúc đi dò hỏi, nhiều người đã chỉ cho Cường cả chục nơi, nhưng khi nghe nói có một lâu đài bỏ hoang thì anh chọn ngay. Anh chỉ cái chỗ đó tôi coi, miếng này coi bỏ được á. Người môi giới đã có ý ngăn. Nơi ấy đã có hơn chục người xem rồi, và ai cũng lắc đầu cả. Chắc thầy cũng vậy thôi à, coi chi cho mất thời gian. Nhưng Cường đã cương quyết, cứ đưa tôi tới đó. Và chỉ cần xem qua một lượt là Cường gật đầu ngay. Nơi này được đó. Anh ta mua khu đất rộng hơn 1 hecta với một ngôi biệt thự hoang phế trước sự ngỡ ngàng của người môi giới. Mặc dù được hưởng một số tiền khá khá, nhưng anh ta vẫn không thể không nói. Cậu xem lại coi chứ, tôi thấy cái miếng này nó... Cường xua tay. Anh chỉ biết tới đây thôi, còn mọi việc là của tôi. Khu đất và ngôi nhà cách thị xã trên 10 cây số, chung quanh lại không có dân cư. Người ta kể rằng ngày xưa lúc trang trại này mới lập thì quanh đó còn có 4-5 biệt thự khác của những tay nhà giàu có cỡ. Nhưng chỉ ở được vài năm thì chẳng hiểu vì sao họ đã lần lượt bỏ đi. Những ngôi nhà sang trọng của họ trước đây cũng trở thành nhà hoang, và sau đó khi giặc Pháp tới thì chúng ra tay tàn phá, sang thành bình địa hầu hết. Cũng chẳng hiểu sao khi tới ngôi nhà này, ngôi nhà còn lại duy nhất, thì bọn chúng lại dừng tay. Có người bảo rằng cả một tiểu đội lính Pháp khi định châm lửa đốt nhà thì bỗng tên chỉ huy hộc máu tươi rồi ngã kềnh ra chết không kịp ngáp. Vài tên khác cũng bị tình trạng đó khi nổ súng vào ngôi nhà. Hai tên cuối cùng thấy vậy thì bỏ súng chạy thục mạng và bỏ luôn không dám quay lại. Nhờ vậy mà ngôi nhà tồn tại, nhưng cũng từ đó chủ nhân của nó cũng bỏ đi luôn. Dân làng đồn rằng trong ngôi nhà đó có ma, nhưng thật hư ra sao thì chẳng một ai chứng kiến, bởi hầu như không có ai dám lui tới đó cả. Lúc Cường mua xong, anh chọn một buổi sáng đi vô tiếp quản cơ ngơi. Nhìn khắp lượt, anh có vẻ hài lòng. Mặc dù ngôi nhà qua bao năm tháng không có người chăm sóc, đã xuống cấp nghiêm trọng, khắp nơi đầy những dơi và chuột, lại có những hang hốc ở hầu hết các góc nhà. Điều đó là không hay, bởi xưa nay người ta vẫn cho rằng hang hốc trong nhà là biểu hiện sự hiện diện của thế giới âm hồn đang ngự trị. Nhưng Cường chỉ cười khẩy, nói một mình. Cả một vương quốc âm hồn tao còn không sợ nữa là. Suốt buổi sáng hôm đó, Cường chỉ làm mỗi một việc, tự tay mở cửa hết các phòng trong ngôi nhà có trên 20, để xua hết chuột bọ rắn rết trong đó ra. Con chó lút, vật nuôi thân cận của Cường, giúp chủ rất đắc lực trong việc này. Mấy ngày sau đó, Cường gọi thợ tới sửa sang lại những chỗ mục dở, lắp hết những hang ổ và bắt đầu cho sơn phết tất cả gian phòng. Phải mất trên 10 người làm việc đó. Qua một tầng thì ngôi nhà đã hoàn toàn đổi khác. Từ một nơi hoang phế, Cường đã biến nó thành một cơ ngơi như mơ. Mỗi gian phòng anh cho lắp đặt những trang thiết bị cần thiết như các phòng ngủ ở khách sạn. Giường nệm tươm tất đến nỗi những người thợ phải buột miệng. Nhìn cái nơi này mà bắt thèm lấy vợ luôn á. Cường đùa với anh ta. Thành một loạt lời đồn đại sau đó. Người ta bảo rằng chủ nhân ngôi nhà đang cần tuyển phu nhân để cai quản tài sản khổng lồ. Bởi vậy đã có vài mai mối tìm đến. Nhưng tất cả họ đã phải thất vọng khi nghe Cường bảo. Vợ thì tôi chưa cần, nhưng cần vài người lau dọn nhà mỗi ngày 2 lần đây. Không một ai dám nhận làm lao công, bởi theo họ, nội việc quét hết 2 tầng lầu với trên 20 phòng đã hết thở rồi. Còn nói chỉ đến cả một khu vườn mênh mông chung quanh mà điều kiện của gia chủ là không để một chiếc lá khô nằm trên mặt cỏ. Đó là nguyên nhân tại sao khi Cường về ở đã trên 3 tháng mà vẫn chưa tìm đâu ra người lao công nào. Đích thân Cường phải về chỗ ở cũ, tìm những người thất nghiệp ở thành phố lên,
trả họ tiền công gấp đôi. Vậy mà chỉ vài ngày sau họ đã xin thôi việc. Hỏi tại sao thì họ chỉ bảo rằng buồn quá, không có ở được. Nhưng sao có một điều khiến cho chính Cường cũng phải ngạc nhiên. Đó là chẳng hiểu tại sao nhà cửa giường tược đã khá lâu không được dọn dẹp quét tước, vậy mà vẫn sạch bóng. Mỗi sáng Cường ra đi bộ phía bên ngoài ngôi nhà, khoảng hơn 2 giờ sau anh mới trở về và vô cùng kinh ngạc khi nhìn nhà cửa mình quá đổi tươm tất như vừa mới được ai đó quét dọn. Tuy vậy, vốn tính người không quá chú trọng thêm những chuyện vặt vãnh, nên sau đó Cường cũng không quan tâm. Anh chỉ cần khóa hết tất cả các cửa phòng lại, như sợ có người lẻn vào làm bẩn những căn phòng mà Cường luôn muốn giữ cho nó sạch sẽ hoàn toàn, không ô uế. Cho đến một buổi sáng, lúc Cường vừa bước ra khỏi cổng để đi tập thể dục, anh bắt gặp một cụ bà ngồi ngay cổng, ho sù sụ. Hơi ngạc nhiên, Cường lên tiếng hỏi: "Bác sao lại ngồi đây?" Bà cụ nhìn Cường rồi òa lên khóc. "Ủa, sao vậy bác?" Bà cụ co rút người lại, có lẽ do lạnh. Trong tay bà cụ ôm một cái bọc, mà vừa nhìn nó, Cường đã nhớ ra ngay bởi màu sắc và chữ độc ghi trên đó. Nó ở trong căn phòng nhỏ cạnh nhà bếp mà hôm trước khi dọn nhà để sơn phết, Cường đã xách nó quăng ra ngoài giường, chờ người dọn rác tới đem dứt đi. Vậy mà sao hôm nay nó lại ở trong tay bà này? "Nè bác, có phải bác..." Cường chưa kịp hỏi hết câu thì bà cụ bỗng lên tiếng: "Người ta giàu có đến mấy thì cũng không nên quá coi thường người nghèo đến như vậy." Cường hỏi: "Cụ nói ai?" Bất chợt bà chỉ vào mặt Cường nói: "Ông đó." Cường quá bất ngờ nên chưa kịp nói thì bà cụ đã đứng dục dậy và trước khi đi đã nói lớn: "Chỗ đó tôi ở đã cả chục năm nay rồi, mà sao ông đành đoạn tống cổ tôi ra ngoài? Ông biết là suốt đêm tôi phải ngủ ngoài sương lạnh không? Ông thử ngủ vài phút xem." Bà ta nói xong thì giọt bước đi ngay trước sự ngỡ ngàng của Cường. Còn chưa kịp có phản ứng gì, chợt có một người đi ngang qua dừng lại bảo Cường: "Bà này đầu óc không có bình thường đâu, lâu nay vẫn thấy bà ta ở trong ngôi nhà này nè." Cường kinh ngạc: "Ở trong ngôi nhà quan này?" Nghe Cường dám gọi nhà mình là nhà quan nên người kia không khỏi ngạc nhiên: "Vậy ra ông chủ đã biết..." Rồi có lẽ sợ gia chủ hiểu lầm, bà ta nói thêm: "Ý tôi muốn nói, bà ấy đã ở trong ngôi nhà này từ rất lâu rồi, trước khi ông mua nó đó. Bà ta hơi ba lơ nhưng tốt bụng, cứ suốt ngày đi lang thang, tối mới về nhà này ngủ. Mấy hôm nay thấy bà cứ đứng trước nhà này có vẻ không có vui." Người nọ nói xong bỏ đi, để lại Cường với bao thắc mắc. Anh không hề nghĩ trong nhà mình trước đây lại có một người nào đó ngụ cư. Cũng may... Cường đi tập thể dục, đến khi trở về lại thấy bà cụ ngồi đó. Lần này anh gợi ý: "Nếu bác từng ở trong ngôi nhà này thì nay bác cũng có thể tiếp tục ở, miễn là..." Anh định nói là bà ta phải làm công việc như một lao công, nhưng nhìn lại thân thể gầy gò của bà, Cường lại không thể nói hết ý. Thật bất ngờ, bà ta lại nói ngay ý định của Cường: "Cậu chú cần một lao công làm việc nhà chứ gì?" "Dạ đúng, nhưng sợ e là..." "Sợ già này không làm nổi chứ gì. Vậy cậu có biết ai đã quét sân vườn bấy lâu nay không?" "Ồ, là bác hả? Dạ bác cũng đã dọn dẹp trong nhà." Bà cụ lắc đầu: "Tôi chỉ quét cái sân thôi, còn trong nhà thì không có." "Vậy ra..." "Tôi cứ tưởng chính ông chủ làm chứ." Rồi bà thú nhận: "Bấy lâu nay tôi lén ông chủ vô trong căn phòng nhỏ ở bếp á, ngủ ở đó. Đêm qua ông chủ khóa cửa lại nên tôi khi trở về không có vô được, phải lang thang ở ngoài đường, bị sương lạnh tưởng chết tới nơi nè." Cường nhìn sững bà ta, vừa tò mò vừa ngạc nhiên. Một lúc sau anh dục: "Bà vào nhà đi, nhưng có cái này tôi đề nghị bà, về quần áo mặc hay là chăn màn gì á, bà hãy bỏ hết đi, tôi sẽ cho tiền sắm đồ mới." Bà ta chấp nhận ngay, nhưng sau khi trút bỏ hết quần áo rách ra, bà ta giữ lại chiếc túi xách có chữ độc bên ngoài. Cường kêu lên: "Cả cái túi đó nữa, bà bỏ luôn đi."
Bà cụ lắc đầu. Bỏ cái gì thì được, nhưng cái chiếc túi này thì không à. Nếu ông chủ không đồng ý thì tôi không có ở, tôi thà ngủ ngoài đường còn hơn. Buộc lòng Cương phải chịu, nhưng anh rất dị ứng với những thứ dơ bẩn đó. Anh bảo, lát nữa bà giặt ngay nó cho sạch sẽ giùm tôi. Bà nhớ, trong nhà này mọi thứ đều phải sạch sẽ, từ người tới đồ vật. Ngoài giường, tôi rất ghét thấy lá khô rụng, do đó dù có bận đến đâu, bà cũng phải quét và nhặt cho sạch lá. Tôi không nấu cơm cho bà ăn được, do đó tôi cho tiền bà mua thức ăn về ăn ha. Nhưng phải nhớ, không được làm cho bếp dơ bẩn đó. Tôi sẽ nấu cơm cho ông chủ ăn luôn. Cường xua tay. Ôi, không có cần đâu, tôi sẽ tự lo. Sau khi dặn dò thêm ít chuyện, Cường trở vào phòng riêng. Anh hầu như quên ngay bà cụ, bởi tính của anh là như vậy. Anh còn có những điều khác quan trọng hơn để suy nghĩ. Một trong những điều đó là dùi đầu vào cả một núi giấy tờ mà từ nửa năm nay Cường đã vật lộn với nó. Một công trình nghiên cứu về cổ học mà sống chết gì Cường cũng phải giải mã. Đó cũng là lý do để Cường phải mua cho bằng được tòa nhà cổ và mảnh đất hoang phế này. Nó thích hợp cho công việc của Cường. Cường còn có một đặc điểm nữa mà ít người biết. Anh chỉ ăn mỗi ngày một bữa vào chiều tối. Sáng và trưa là những bữa ăn quan trọng với người khác, nhưng với Cường thì không ý nghĩa gì. Bởi vậy, anh có thể đóng cửa phòng làm việc suốt mà không cần ăn bất cứ thứ gì. Bữa nay cũng vậy. Cường mãi mê công việc cho đến quá giờ trưa. Đến khi nhìn đồng hồ treo tay, anh thấy đã hơn 2 giờ chiều. Định đứng lên đi uống nước thì mũi anh nhận ra một mùi vị rất đặc trưng, mùi thức ăn đang bốc khói. Nghĩ là bà lão đang nấu nướng ở bếp, Cường bước ra định la. Nhưng vừa bước qua phòng ăn, anh nhận thấy một mâm cơm với cả chục món còn nóng, mà bà lão thì chẳng thấy đâu. Phải bước ra tận giường, Cường mới thấy bà ta đang quét lá ngoài đó. Tôi đã bảo rồi, không cần ăn cơm sao bà nấu dọn chi vậy? Bà cụ ngạc nhiên. Cơm nào đâu, tôi đâu có biết. Cường tưởng bà ta chối nên quát lớn. Mâm cơm sờ sờ đó, bà còn nói gì nữa? Bà cụ chạy theo vô, chính bà cũng ngạc nhiên. Cách đây nửa giờ tôi còn trong này, có thấy ai nấu nướng gì đâu. Mà tôi thì càng không, bởi ông chủ cứ nhìn bếp nút là biết, đâu có than củi gì đâu mà nấu. Bấy giờ Cường mới để ý, mấy bữa nay anh cho dọn dẹp sạch bếp nút, vậy làm sao mình nấu nướng với bếp trống như vậy được? Chẳng biết ai dọn cơm, nhưng cậu chủ nên ăn đi, bỏ ổn đó. Cường nạt ngang. Bà muốn ăn thì cứ ăn đi. Anh bỏ đó trở vô phòng. Khoảng 2 tiếng sau thì có tiếng gọi của bà cụ bên ngoài. Có người mang cơm tới cho cậu nè. Cường nói giọng ra. Tôi có đặt cơm ngoài thị trấn, nhưng tôi dặn bắt đầu từ ngày mai mới đem tới kìa mà. Bảo họ lộn rồi, đem về đi. Nhưng một lát sau vẫn nghe giọng bà cụ. Người đem cơm tới không chịu về, nói bữa nay là sinh nhật của cậu, người ta có làm một bàn tiệc riêng cho cậu, họ mang tới rồi đây. Cường giật mình, đúng hôm nay là sinh nhật của anh, vậy mà anh nào có nhớ. Nhưng tại sao một người hoàn toàn xa lạ như tiệm cơm ngoài chợ lại biết? Lúc Cường bước ra thì một lần nữa anh lại vô cùng kinh ngạc khi bàn tiệc đã dọn sẵn với chiếc bánh sinh nhật thật to. Trên đó có cắm 48 ngọn nến khớp với số tuổi của Cường. Ai làm vậy? Nhà hàng. Cường nhìn quanh hỏi. Họ đâu rồi? Bà lão chỉ ra đường. Họ bày bàn xong rất nhanh rồi rút đi hết rồi. Khi nào cậu dùng xong thì cứ để đó, họ sẽ tới dọn. Nhưng mà... Cường tỏ ra không hài lòng. Nhưng sau đó khi nhìn thấy trên mặt chiếc bánh sinh nhật có dòng chữ tên và ngày tháng năm sinh của mình, lúc đó Cường hơi dịu lại. Anh chép miệng. Ai lại tốn công vậy? Anh quay sang định bảo gì đó với bà cụ thì chẳng thấy bà ta đâu. Gọi liền mấy tiếng cũng chẳng nghe bà ta đáp. Cường lại bước ra ngoài giường để tìm. Toàn bộ khu giường chìm trong màn đêm, gió bên ngoài khá lạnh, nên sau khi gọi thêm mấy tiếng nữa, Cường đóng cửa quay vào trong. Anh ta sững lại, há hốc mồm khi nhìn thấy có một cô gái ngồi sẵn ở bàn tiệc. Đồng thời có một mùi hương tỏa khắp phòng, thơm đến nỗi Cường phải buột miệng. Thơm quá.
Anh nhìn cô gái một cách sững sờ, phải mất hơn 10 giây Cường mới hỏi được. Cô là... Cô gái đẹp mê hồn, mặc chiếc áo màu xanh ngọc, màu mà Cường ưa thích nhất. Cô ta rất tự nhiên, lên tiếng. Sinh nhật một mình không cảm thấy buồn sao? Lần đầu tiên Cường bị lúng túng trước một cô gái, anh phải đánh trống lảng. Cô chưa trả lời tôi, cô là ai? Cô nàng cười như thân quen với Cường từ lúc nào. Đúng là con người không hề nghĩ tới ngày sinh nhật của mình. Nhưng dẫu sao, khi có người có lòng nghĩ tới mình thì mình cũng đừng nên phụ lòng người ta chứ. Cô nàng đưa tay mời Cường như cô ta là chủ nhà. Mời anh, thích hay không thì anh cũng nên chiều lòng khách một chút. Nhất là người khách duy nhất này đã bỏ ra cả ngày công để lo bữa tiệc này. Nghĩ cô ta là loại người mồi chài mình như lâu nay anh vẫn gặp, nên Cường kéo ghế ngồi xuống rồi hất hàm bảo. Nào, để xem cô dùng bữa ăn này để được cái gì. Cường nhìn thẳng vào mắt cô nàng như một kiểu hớp hồn. Nhưng anh ta lầm, bởi chỉ sau mấy giây bỗng Cường phải quay đi và cúi gầm mặt xuống. Bởi xung quanh cô nàng lóe lên thật lạ, khiến cho Cường không thể nào chịu nổi. Anh ngạc nhiên kêu lên. Cô sao vậy? Cô nàng vẫn bình thản. Người bị nhìn không hỏi câu đó thì thôi, sao lại hỏi ngược vậy? Vậy anh có cảm giác thế nào? Cường nghe tim mình đập nhanh hơn bởi tia nhìn kỳ lạ vừa rồi. Anh lắp bắp đáp. Tôi xin lỗi. Cường cũng không biết tại sao mình phải xin lỗi, nhưng xin lỗi xong anh lại cảm thấy dễ chịu hơn. Và cô nàng lại mỉm cười. Người đàn ông biết xin lỗi là người dễ thương đó. Rồi nàng rất tự nhiên dục Cường. Ờ, anh thổi nến đi chứ, đâu còn khách nào nữa phải không? Tự dưng Cường ngoan ngoãn đến lạ. Anh làm theo lời cô nàng, cúi xuống thổi mấy hơi vẫn chưa tắt hết nến. Cô nàng phải thổi tiếp. Khi cô ta cùng cúi xuống chu miệng ra thổi, thì hương thơm từ miệng cô thổi ra đã khiến cho Cường ngất ngây choáng váng. Chính mùi hương nãy giờ làm cho căn phòng thơm lừng lên. Cô... Cường muốn hỏi gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nàng nhìn lên thì bao nhiêu ý nghĩ của anh đều tan biến hết. Anh muốn hỏi gì? Cường đáp lý nhí. Tôi chỉ... Nàng cười phá lên. Đàn ông mà mắc cỡ nhìn dễ thương lắm á. Rồi thật bất ngờ, nàng gắp thức ăn đưa thẳng vào miệng Cường. Anh xem có ngon không? Cường như một đứa trẻ ngoan ngoãn há miệng ăn ngon lành. Cứ thế bữa tiệc sinh nhật hai người diễn ra tuy âm thầm nhưng vô cùng lãng mạn và ấm cúng. Từ phút đó chẳng hề thấy bóng dáng bà lão đâu. Tiệc không hề có rượu, nhưng chẳng hiểu sao khi đến giữa buổi, bỗng dưng Cường gục xuống bàn và mê man. Nỗi niềm người họ La. Cường choàng dậy vào lúc gần sáng. Anh nghe gà gáy rộ bên ngoài thì đoán biết thời gian nên định bật dậy. Vừa lúc tay anh chạm phải tấm thân nõn nà. Ai? Cường vừa kêu lên đã nghe một giọng nói như mật ngọt. Làm người ta hết hồn à? Lúc này toàn căn phòng chìm trong bóng tối, nhưng Cường cũng đoán được cô nàng chính là người đã đãi ăn tiệc sinh nhật hồi hôm. Anh hỏi khẽ. Cô cùng tôi. Nàng ôm ghì Cường sát mặt mình. Còn hỏi nữa, chẳng uống giọt rượu nào mà lại say như chết, mà say rồi lại hung hăng như là yêu tinh á. Cô nói ai? Một ngón tay nàng xỉa thẳng vào trán Cường. Còn nói ai vào đây nữa? Nàng nói xong lại cười khúc khích, rồi bất thần bật dậy. Nghe tiếng sột soạt trong bóng tối, Cường đoán cô nàng thay sim y. Lát sau anh nhận được nụ hôn nhanh trên má với câu nói nhẹ nhàng. Em đi đây, mai gặp lại. Rồi như cơn gió thoảng, hình như cô ta lướt về phía cửa rồi mất hút. Trời sáng hẳn bên ngoài, Cường nằm nướng thêm một lúc nữa mà vẫn chưa muốn dậy. Dư âm của đêm qua vẫn còn khiến anh ngất ngây. Không nhớ rõ mình đã làm gì,
Nhưng chỉ cảm giác lâng lâng thôi cũng đủ cho Cường nông nao mỗi khi nhớ về cô gái có mùi hương lạ kỳ kia. Suốt buổi sáng hôm ấy, dù nàng đã đi khá lâu rồi mà hương thơm trong phòng vẫn còn nức mũi. Trên chiếc gối nàng nằm còn dương lại mấy sợi tóc dài mướt mịn. Cường cầm nó lên thì bất chợt nó bay theo gió, lượn mấy vòng rồi vượt qua cửa sổ, biến mất. Nàng tin gì ta cũng chưa biết nữa. Cường lẩm bẩm và tự dưng mỉm cười. Cho đến trưa hôm đó, lúc mặt trời đứng bóng, Cường mới ra khỏi phòng. Anh ra chỗ bàn ăn thì ngạc nhiên khi thấy mọi thứ đã được dọn sạch sẽ. Tưởng bà cụ làm việc ấy, Cường gọi to. Bà ơi! Nhưng chẳng có tiếng đáp, cửa phòng bà ta lại mở. Cường mò nhìn vô và không khỏi giật mình khi không thấy bóng dáng bà già đâu. Mà ở trên giường lại có một bộ quần áo màu xanh ngọc. Vừa thoạt trông thấy, Cường đã hoảng hốt. Sao lại? Anh quên cả giữ lịch sự, xông thẳng vào phòng bà cụ, mở đèn lên và thảng thốt. Chính là của nàng. Cường quan sát kỹ thì càng ngạc nhiên hơn, khi trong phòng còn có mấy bộ quần áo nữ khá đẹp nữa, hoàn toàn không có đồ đạc nào là của bà cụ. Như vậy là sao? Cường còn đang ngơ ngác thì một cánh tay từ phía sau đã choàng qua cổ anh, ghì xuống. Cánh cửa phòng tự dưng đóng sầm lại, căn phòng tối om. Lạ lắm sao? Sao cô lại? Bàn tay của cô nàng chặn ngang miệng Cường, đồng thời hương thơm từ nàng lại phả vào liên tục, khiến cho anh chàng chẳng còn lòng dạ nào hỏi han gì nữa. Lát sau, anh nghe chính cô nàng nói. Anh nhìn thấy bà già kỳ quặc như vậy cũng không nghi ngờ gì sao? Cường chưa kịp đáp thì nàng ta lại tiếp. Nếu em không biến thành bà già thì anh có cho em vô nhà không? Cho. Xạo. Chẳng qua anh thương hại và vì cần người dọn dẹp mà thôi. Im lặng khá lâu, chợt giọng nàng trở nên thống thiết. Định giấu anh bảo không được. Em chính là chủ nhân thực sự của ngôi nhà. Chủ đầu tiên, em họ La, thuộc dòng họ giàu nhất xứ này. Em từng là hoa khôi cả xứ Nam Kỳ. Chính cha mẹ em đã xây cho em ngôi nhà này khi em lập gia đình. Em cứ tưởng... Nàng nói tới đây, chừng như không kiềm chế được, đã khóc òa lên, rồi nức nghẹn lại, không thốt thành lời. Mãi một lúc khá lâu, nàng mới bình tâm lại và tiếp. Một hôm ông thầy bói người Hồng Kông mà em đã gặp khi đi cùng ba du lịch đã nhìn em và nói rằng đời em có những cái vượt trội so với những người con gái khác, như giàu nhất nè, đẹp nhất, thông minh, học giỏi nhất, đặc biệt là có một hương thơm tự nhiên phát ra từ thân thể gọi là thể hương, mà trong trăm triệu người may ra mới có được một. Nhưng chính vì những cái vượt trội đó nên cuộc đời em sẽ gặp bất hạnh. Lúc nghe ông ta nói, em đã nổi điên lên, chửi ông ta một trận và thề là từ đó không bao giờ coi bói nữa. Vậy mà điều tiên đoán của ông ta đã xảy ra khi em lấy chồng. Nàng lại ngưng ngang bởi những giọt lệ làm nghẹn cổ họng. Tiếng của Cường. Là con nhà giàu, lại đẹp, thì phải lấy chồng danh giá, cớ sao anh lại khổ? Nàng phá lên cười, trong giọng cười hàm chứa sự cay đắng mỉa mai. Người ta nói hồng nhan đa truân hay hồng nhan bạc mệnh đều đúng cả. Đối với em, hồng nhan còn là kiếp của những số phận khổ đau nữa. Em lấy chồng một người danh giá, quyền cao chức trọng, như anh nói đó, cứ ngỡ như vậy là mọi cái nhất sẽ thuộc về em. Nào ngờ. Nàng ngừng lại lần nữa để đè nén cảm xúc. Ba mẹ em cất cái lâu đài này chỉ để cho vợ chồng em hưởng hạnh phúc. Nào ngờ nó lại là nơi dành cho em bao nhiêu cay đắng tủi hờn. Anh biết không, chỉ vì đây sống với nhau được một năm thì bi kịch kéo đến. Người chồng ban đầu em tôn kính chỉ là một tên đầy tham vọng, tính cách sở khanh, ham của lạ và xảo trá. Anh ta chiêm chuộc với chính con bạn thân của em ngay tại ngôi nhà này nè. Ngay trong lễ kỷ niệm một năm ngày cưới của tụi em, đêm đó anh ta kéo con bạn em vô một phòng trên lầu để làm chuyện đồi bại.
em tình cờ bắt gặp, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn ta dùng súng bắn 3 phát vào ngực. Em chết, vậy mà nào hắn có để yên. Hắn còn lôi xác em vô một phòng khác, sau đó kéo vào một anh chàng sai nào đó, để rồi chính tay hắn ta đã bắn con người vô tội kia chết, kéo xác người ấy đặt lên xác em, sau khi lột hết quần áo em và người bị chết kia ra, dàn cảnh thành một vụ vụn trộm. Hắn tuyên bố với mọi người do em đang ngoại tình, bị hắn bắt gặp nên cả hai chúng tôi tự sát. Chuyện thật phi lý, nhưng trước quyền lực của hắn, mọi người đều tin. Sau khi chôn cất em dội dàng, hắn đưa cô bạn em về đây chính thức chung sống, bất chấp dư luận phản đối. Nhưng em đâu để hắn được yên. Oan hồn em về đòi mạng, và trong một đêm mưa gió, cả hai đã bị em dọa cho phát điên, cùng chạy ra giữa đường, bị xe cán chết cả hai. Quá uất hận, sau đó em thề là không cho ai vào ở ngôi nhà này nữa. Do đó lần lượt trước sau hơn chục người phải dọn đến, rồi dọn đi khỏi nơi này. Em còn thề độc là bất cứ ai mua ngôi nhà này, nếu là đàn ông thì sẽ phải chết thê thảm. Giọng hoảng hốt của Cường. Như vậy anh sẽ... Nàng dịu giọng lại. Với anh thì khác. Hôm anh mới gặp em trong lúc bà lão, anh còn nhớ là em xách chiếc túi có chữ độc không? Chữ đó không có nghĩa là cô độc đâu, mà là độc của chất độc đó. Từ đó mà ghép cùng với hương nữa thì thành hương độc, tức là hương thơm chết người. Cường lại càng kinh hãi hơn. Anh đã thấy cả hai. Trời ơi! Cô nàng trìu mến nói. Anh an tâm, đúng ra là sẽ như vậy. Nhưng sau khi gặp anh, gần anh, em đã nghĩ lại. Nàng ngừng nói một lúc, rồi giọng điệu khác hẳn. Phàm trần hay âm ti đều có người tốt kẻ xấu. Em hận anh chàng kia, lại muốn hại chết mọi đàn ông. Nhưng khi gặp anh, thấy cách sống của anh là người không mưu đồ xấu, không bon chen, nên em nghĩ sao không giúp anh hoàn thành ý nguyện. Có phải anh đang nghiên cứu về những hương liệu ướp xác thời cổ đại không? À, đúng rồi. Sao em biết? Chính vì biết điều đó nên anh mới thoát chết đó. Em là người cơ thể có hương tự nhiên, nếu em không nói thì anh làm sao mà biết? Và anh có nghiên cứu đến hàng ngàn vạn năm nữa cũng không khám phá ra được đâu. Em cho anh sống là để anh tiếp tục công trình đang dở dang, và cũng để... Trong bóng tối, Cường không nhìn thấy, nhưng anh hiểu nàng đang kéo mặt anh lại gần hơn, hơi thở thơm hơn, giọng nàng thật tình tứ. Em muốn anh hiểu rõ hơn về em. Anh muốn không? Cường đáp thật khẽ. Tùy em. Đêm còn lâu mới đến sáng. Từ đó trong ngôi nhà cổ rộng đến hơn 2 mẫu Tây, ngày ngày người nào đi ngang qua đều thấy chủ nhân tuổi trung niên thơ thẩn đi dạo một mình. Nhưng nếu nhìn kỹ thì họ sẽ ngạc nhiên khi thấy thỉnh thoảng Cường quay sang như nói chuyện với ai đó. Ban ngày là như vậy, nhưng đêm đến thì lại khác. Trong bóng tối thì bên cạnh Cường lúc nào cũng có một bóng hồng thật đẹp cùng đi sóng đôi. Những lúc như vậy, hương thơm ngất ngây lan tỏa đến tận ngoài đường. Do vậy, nhiều người đồn rằng ngôi biệt thự cổ đó chẳng những không có ma mà còn trồng những loài hoa quý, đêm đêm tỏa hương thơm lừng. Cuộc sống của Cường kéo dài trong cảnh nửa thực nửa mơ. Chính anh chàng cũng không tin điều đó, chỉ khi nửa đêm anh mới hỏi người con gái bên cạnh. Liệu cuộc sống của chúng ta kéo dài được chăng? Nàng họ La tự tin đáp. Sẽ như thế này, không có gì thay đổi cả. Nhưng liệu có khi nào em nghĩ lại, và lúc đó anh sẽ trở thành mục tiêu mà em loại trừ? Nàng dụi đầu vào ngực chàng. Nói thật à, bây giờ em mới là người phải sợ sự thay lòng đổi dạ của anh hơn. Một khi em chấp nhận sống cuộc sống vợ chồng như trần tục này, thì mạng kiếp của em lại nằm trong tay anh. Anh thương và tiếp tục chung thủy theo em nhờ, còn bằng không thì em có ngày sẽ hóa kiếp thành trùng dế mất thôi. Có thật không? Anh không tin thì thử phụ bạc em coi. Anh không ngu đâu, phụ em để bị em cho đi đời như thằng cha kia sao? Tiếng cười rút rít không ngớt, rồi sau đó là một giọng nói thật là nghiêm túc. Em đã phải trả giá cho mạng sống của mình để có được tình yêu như của anh cho em. Em sẽ giữ nó và không bao giờ để mất. Hứa với em nghe anh.
Anh hứa